xin chào tất cả các bạn, mình là Bố đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo của sinh vật ngoài vũ trụ. Ở video lần trước thì chúng ta đã tới được một cái vùng băng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nuốt trọn hết tất cả những cái thứ gì mà nó xuất hiện ở khu vực này luôn. Nhưng với cái màn băng này chúng ta sẽ chịu, gọi là gì ta, chịu áp lực từ cái việc mà nhiệt độ. Mình cần phải nâng cấp để cho bản thân mình không chịu được nhiệt, chứ không phải là không bị. Bản thân mình phải chịu được nhiệt, nói chung là thế. Và bây giờ mình sẽ, người ngoài hành tinh, cái con sinh vật hành tinh của mình sẽ giữ ấm lâu hơn. Ok, nâng cái này này. Đấy, phải nâng này. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái gì đây? Phần này mình đi tìm năm cái con ốc để làm cái khu vực này nó ấm lên. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên đó mọi người. Ok. Ok, đi tìm năm ông kia. Mình sắp lên cấp rồi các bạn ơi. Ông nào bay này, đừng có bay trước mặt tôi nha. Bay trước mặt tôi là ông đi đấy. Ồ, khu vực này mình đang bị lạnh mọi người, lạnh rất là âm mấy chục độ luôn á, là con người mà đút cái tay ra là chỉ có đông cứng chết thôi á. Ok, nhiệm vụ của mình là làm vậy là cái con, bản thân mình hiện tại không sợ loài người nữa, nhưng mà mình sợ thời tiết, mình sợ lạnh mọi người. Cho nên hãy làm cách nào đó để tăng nhiệt độ cái phòng này lên. Rồi đây giờ đang lạnh lắm rồi đó nha, nó âm giả mang âm luôn rồi đấy. Ây da, một ông nữa thôi. Rồi xong nhiệm vụ rồi. Hãy bật cái lò nung lên cho khu vực này nó nóng lên nào. À, mình phải đi lượm mấy cái này nữa hả? Từ từ. Ok, mình sẽ chuyển hóa cái kiểu này. Drone catching speed multiplayer, mình sẽ bắt mấy con mà bay nhanh hơn này. Rồi mấy cái lọ màu tím này rất nhanh hơn này. Nói chung thì màn này nó sẽ hơi khó đó mọi người. Ok, chúng ta sẽ phải đi bắt thôi. Ủa, mấy cái đó chưa bắt được. Gì đây? Mình chưa thể bắt được tụi nó. Ok, đây bắt mấy cái này trước. À, bắt mấy cái con easy trước. Ây da, sát thương hơi lâu nha. Hơi lâu đấy. Không được rồi. Nhanh lên, bắt nhanh lên giùm tôi. Trời ơi, bắt lâu dữ vậy. If you full, let them have. Do you want to continue? 10%. Mình phải lót đủ 100%. Ồ, bây giờ nâng cấp rất là nhiều luôn. Tùm lum nâng cấp luôn nè mọi người. Oh my god, let's go. Tôi đã lên cấp 9. Hễ những... có người ngoài tính kìa. Nuốt. Từ từ. Trước khi nuốt nó, mình phải kiểm tra cái này cái. Hoàn thành nhiệm vụ kia trước. Ây da, mấy con này đánh tôi đâu á. Ok, reactor. Đây là cái lò phản ứng hạt nhân nè. Chắc là cái này sẽ giúp tôi giữ ấm. Ôi sao mà bây giờ bản thân mình lên tới âm mấy chục độ dữ vậy. Ok, từ từ nha, đi bắt mấy con này coi. Hoàn thành nhiệm vụ ở đâu đây? Hoàn thành nhiệm vụ kia trước. Nghĩa là ồ, có một cái chỗ mới này. Quá trời kinh nghiệm luôn. Mình phải unlock mấy cái thứ mới nữa. Bắt tụi nó để có được mấy cái điểm này. Đây rồi, target. Có nghĩa là đây là cái ông mà đi vòng vòng đâu rồi, ổng rồi. Lâu lâu mới thấy một ông à. Còn ông này thì đứng đây ngơ ngác. Ok, tôi bắt đầu tiến xa hơn cái quần xã rồi đó. Cái gọi là cái sân chơi rộng hơn rồi đó. Ồ, tốn một cái này để mở khóa hả? Ok. Rồi, bây giờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi không biết là cái máy Big Reactor. Từ từ để tôi mở khóa cái này coi. Ây da, vô trong đây chơi nào. Trong đây có gì không nhỉ? À, mấy cái mỏ đào đồ này nọ này. Ui, quá trời mỏ đào, chỗ đến farm thịt luôn. Ui, đây là một cái nhà kho xịn sò của tôi. Mình có thể tiến hóa luôn nè mọi người. Ok. Được, quá là nhiều thứ luôn. Có thể là cái con quái vật này của mình sẽ tiến hóa được nữa. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là bây giờ hoàn thành xong cái nhiệm vụ reactor cái đã. Là cái lò phản ứng á. Ừ, lấy thêm tí kinh nghiệm đi. Ui, tụi này ra một đống luôn vậy. Được nha. Bây giờ là kinh nghiệm của tôi là chịu rồi. Tôi không ăn thịt mấy người thường nữa, và tôi ăn thịt cái bọn. Ui, chỗ này. Không, chỗ đó là vùng băng tuyết, tôi không có đi vô được. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mình bây giờ sẽ là ăn thịt ông này. Ông này xuất hiện lâu quá và tôi phải mở rộng mấy cái kia nữa. Quá trời thứ để mở luôn. Đây. Rồi, ông cuối cùng nè. Trả nhiệm vụ để xem coi là cái lò phản ứng hạt nhân nó cộng cho mình cái gì. Nhiệt độ của tôi là -84 rồi đó. Bây giờ tôi lạnh lắm rồi, tôi sợ lạnh lắm rồi đó. Con này không chịu được lạnh mọi người. Chắc là con này cũng không chịu được nhiệt đâu. Đây. Xong nhiệm vụ. Và về cái reactor. Có cái bottle là một cái cổng dịch chuyển. Ngon. Ok, xong nhiệm vụ rồi. Để coi. Rồi phải xây thêm 5 cái máy nhỏ xung quanh nữa. Ủa là sao? Là sao vậy? Xây thêm mấy cái máy nhỏ xung quanh mới hoàn thành được. Đây, cái máy nhỏ đầu tiên này.
đi tìm 50 cái, à giết 50 ông chạy xe trượt tuyết. Gì mà dã man dữ vậy? Ok, phải làm thôi, làm hết nhiệm vụ và mở rộng hết mấy cái này nha mọi người. Không biết là bây giờ con này của tôi nó sợ lạnh hay là nó không sợ nữa, nhưng mà mình sẽ nâng cấp mấy cái này lên mọi người. Nâng cấp lên đấy thì nhiệt độ mình sẽ được tăng. Tôi không biết là sợ lạnh hay là sợ gì nữa. Bây giờ tiếp theo cái máy cuối cùng mình sẽ phải đi săn mấy cái thùng hóa chất này. Ây à, bây giờ là mình là quái vật rồi, hóa chất hay lựu đạn gì mình cũng không có sợ cả. Thấy chưa, cứ bỏ vô bụng thôi. Người ngoài hành tinh, sinh vật ngoài hành tinh là nó phải như thế. Ủa, mình đi ra khỏi cái vòng này thì mình âm 100 mấy độ luôn. Có nghĩa là mình xuống dưới, xuống tới cái mức dưới có thể là mình sẽ chết. Có thể là con này sợ lạnh. Đó, đi vào đây, nó làm nóng mình lên nè, nó làm nóng bản thân lên. Khỏe ghê, âm mấy chục độ. Có nghĩa là con này chịu nhiệt được tới, nếu mà âm 200 là chắc nó chết đó mọi người. Ừ, mình nghĩ vậy. Cho nên là phải nâng cấp mấy cái power này, là mấy cái máy mà để mình sao ta, tăng làm ấm cơ thể mình lên. Ok, này gì đây, cần phải hoàn thành vài nhiệm vụ nữa. Ok, mình sẽ đi tiêu diệt mấy con quỷ kia để hoàn thành luôn cái nhiệm vụ này. Cái đây cái thùng đây, lâu đấy, hơi bị lâu đấy. Ok, 15-16 thùng mà này, dưới đây nữa, dưới đây có vài thùng nữa. Để tôi đi qua, để tôi đi qua đây rồi. 20 thùng đủ nha. Đúng rồi, sưởi ấm đi. Đúng vậy, rồi xong nhiệm vụ rồi. Ui bây giờ có thể săn voi ma mút luôn kìa. Ok, mình sẽ nâng mát luôn nha mọi người. Ok, nâng mát luôn. Đó, giảm sát thương từ mấy con voi ma mút. Vậy là thời này, hành tinh này là cái hành tinh mà thời tiền sử mọi người. 30 phút săn con ma mút, voi ma mút một lần. Ok, hợp lý, hợp lý. Các bạn biết tại sao tiền tôi không tụ không? Tại giờ tôi mới kể là tôi bật bản hack. Đây. Ok, đi tìm 10 nhà khoa học. Mấy thằng này chắc là nhà hóa học. Rồi, xong. Xong nhiệm vụ đơn giản luôn. Bây giờ mình trở thành một cái con vật gì đó. Mình không có tiến hóa hình dạng nữa. Mình đang muốn tiến hóa hình dạng mọi người ạ. À, chắc là cái cuối cùng là cái bottle. Ok, xong. Cái phần này của mình to thế nhờ. Tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo để chạy về nhận luôn cái cổng dịch chuyển bottle. Ủa, không được hả? Ủa vậy cái chỗ nhiệm vụ tiếp theo là cái nào ta? Từ từ, chúng ta phải đi tìm. Đấy, đi tới đây là ăn. Đây. Hình như là mình sẽ upgrade được cái gì đó. Ô, quá trời thứ để nâng cấp luôn này. Ok, rồi gì nữa không? Còn một chỗ hình như tôi chưa đi á, bây giờ bắt đầu bực bản đồ, tôi không nhớ gì cả. Không biết đi đâu luôn. Ok, tôi đã tìm được cái máy cuối cùng rồi. Và boom, mình nghĩ là cái này đây. Cái lò phản ứng hạt nhân luôn rồi, bây giờ về coi coi nó cho mình cái gì. Ăn thịt nhầm. Trời ơi, bây giờ kinh nghiệm của tôi cần tới tầng 1 tỷ mấy tôi mới lên cấp được. Ôi dồi ôi, dã man. Đây rồi. Rồi, bấm vô. Hoàn thành. Reactor. Cái gì đây? Stability 1-10. Ủa. Nó không có hiển gì lên cho tôi vậy? Nó không hiện là sức mạnh hay là cái gì, sức mạnh gì để tôi nâng. Thôi kệ, một lát tôi cũng sẽ nâng hết à. Và bây giờ lên cấp. Không, mình đã lên cấp rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu mới coi nó mở cái gì cho tôi. Trời ơi, bây giờ nhiệt độ đang giảm. Nhiệt độ tăng lại rồi, mình phải dính mấy cái cục này nha. Đứng ở giữa mấy cục này là nhiệt độ tăng dã man luôn. Đây, lên cái khu mới nè. Bây giờ cái khu mới đi như nào tôi không biết luôn á mọi người. Từ từ. Để coi là cái bottle này tôi xong chưa. Từ từ nha. Ở đây nó sẽ có một cái cổng. Nó bắt tôi đi đâu vậy? Chưa cho mình đi nữa, mình phải xong hết tất cả cái cỗ máy nó mới cho mình tiến vào cái cổng đó. Ôi giời ơi. Rồi bây giờ nói chung là tôi sẽ nâng cấp. Và không biết là cái con này nó không có chịu tiến hóa nữa. Đây là cái hình dạng cuối cùng của nó rồi, final form rồi. Hay à. Ok, một lát là mình sẽ xây cái gì đây? Ok, xây luôn. Một cái chỗ. Ok. Chỗ mới mọi người. Đây, cái chỗ này chúng ta sẽ lấy thật là nhiều kinh nghiệm đó. Mấy con người ngoài hành tinh kìa. Cho miếng nhầm. Ở đây có cái gì xuất hiện không? Âm 270 mấy độ C. Oh my god. Nếu mà mình nhiệt độ mình thấp quá, mình sẽ bị giảm cái gọi là gì ta, cái tài nguyên mình nhận được. Không nên giảm nhiều quá nha mọi người. Giảm nhiều quá là mình không nhận được nhiều điểm đâu. Nhận được có chút xíu điểm thôi ấy. Đấy. Ôi vô cái cục này nó tăng hết nhiệt độ cho tôi luôn. Cục này ngon nè. Ok. Rồi, nâng cấp tiếp và chắc là level 13 là level cuối cùng rồi. Let's go.
A few moments later. Lên cấp 13, né con chùm ra nha mọi người, né con chùm ra, phải nhận nhiệm vụ trước. Đâu rồi, cái chỗ nhận nhiệm vụ rồi. Ủa sao nhiều vậy? Cái gì đây? Phá vỡ bức tường. Boom, mình đã phá vỡ bức tường. Ê, ê, đừng, đừng, đừng. Đó rồi. Mỏng sao, nhưng mỏng sao, bây giờ đi nhận nhiệm vụ cái đã. Ôi, một cái khu mới nữa hả? Ôi giời ơi, cái gì đây? Khi nào tôi mới được chơi vậy? Khi nào tôi mới kết thúc video này đây? Chơi tới đây là quá ghê lắm rồi. Cái con này vẫn không tiến hóa lên nữa. Một cái khu mới nữa mọi người, và chúng ta cần cấp 14. Có nghĩa là game này phải chơi rất là lâu đấy. Ok, chắc là tới đây thôi. Bây giờ không biết là còn nhiệm vụ gì để làm không? Và mình không thể đi qua được một cái cổng khác mọi người ạ. Đâu, để mình xem coi. Về kiểm tra lại nhiệm vụ thì đây, mình phải về một cái cổng dịch chuyển. Đúng vậy, đi qua cái cổng dịch chuyển cái nè. Đây, đi tới cái cổng dịch chuyển mà nó không có cái gì cho tôi cả. Đó. Explore, explore, all the world will be. Cái game nó mới làm tới đây thôi. Chúng ta cần sau này để nó cập nhật thì cái cổng này nó sẽ gọi là gì ta? Đi tới được cái hành tinh khác, thế giới khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ là gọi là gì ta? Bá chủ của cái hành tinh này. Cái hành tinh gọi là băng tuyết này. Ok, chơi tới đây thôi là tôi thấy là tôi ăn rất là nhiều thịt rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.